VOA Express, bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam ghi nhận báo cáo của Mỹ bác yêu sách phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Thêm một người bị bắt vì tuyên truyền chống nhà nước. Lính mũ nồi xanh Việt Nam thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Trung Phi. Liên Hiệp Quốc yêu cầu Việt Nam phản hồi về các vụ bắt giữ xét xử tùy tiện. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Một tín hữu Công giáo ở Hà Tĩnh vừa bị bắt giam vì các nội dung trên mạng xã hội bị cho là có nội dung chống phá nhà nước. Ông Nguyễn Đức Hùng, 32 tuổi, bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117, truyền thông nhà nước loan tin ngày 15 tháng Giêng và cho biết từ 2016 tới 2021, ông Hùng có những bài đăng trên Facebook mà họ gọi là xuyên tạc chính quyền, xúc phạm đảng, nhà nước. Trang Facebook hơn 9.000 người theo dõi của ông có những nội dung lên tiếng cho bất công xã hội, bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là vụ mới nhất trong các vụ bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước tại Việt Nam. Cũng với cáo buộc này, hôm 12 tháng Giêng, thành phố Tuyên Quang bắt giam nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà, chủ kênh YouTube chuyên lên tiếng về các vấn đề tranh chấp đất đai và các vấn đề xã hội. Việt Nam thường bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng chỉ xử lý những ai vi phạm pháp luật. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam phản hồi về các vụ bắt giam được cho là tùy tiện đối với một loạt các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền. Trong thư gửi cho Hà Nội từ tháng 11 năm ngoái mới được công bố, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cũng nêu quan ngại về những điều khoản mơ hồ của Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà họ cho rằng không phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế, bao gồm Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước và Điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ. Họ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam bị cáo buộc là nỗ lực có chủ ý và có hệ thống, đe dọa và bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền, các tổ chức xã hội dân sự, nhà báo và các nhà hoạt động chính trị, với việc truy tố pháp lý dường như vô căn cứ, giam giữ tùy tiện và trong một số trường hợp là mất tích do bị cưỡng chế. Gần 2 tháng sau khi thư được gửi đi, Việt Nam thông qua phái đoàn thường trực tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva, hôm 21 tháng 12, đã gửi thư phản hồi xin được kéo dài thời hạn thêm gần 2 tháng, tới ngày 28 tháng 2, để trả lời những yêu cầu này. Theo quy định, sau 60 ngày thư được gửi đi mà phía Việt Nam không trả lời, thì họ sẽ công bố bức thư đó như đã làm vừa qua. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch thống kê ít nhất có 63 người bị Việt Nam tống giam trong năm qua vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Hà Nội nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người. Việt Nam phản đối các yêu sách không phù hợp với luật pháp quốc tế trên Biển Đông ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra bản báo cáo chi tiết đầu tiên bác yêu sách hàng hải bị xem là phi pháp của Trung Quốc. Báo cáo của Mỹ công bố ngày 12 tháng Giêng phủ nhận 4 loại yêu sách trái luật của Bắc Kinh ở Biển Đông, gồm cả cơ sở địa lý và quyền lịch sử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 14 tháng Giêng nói, Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo 150 về các ranh giới biển. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo các giới hạn trên các vùng biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói đây là nỗ lực bóp méo luật pháp quốc tế, gây hoang mang cho công chúng. Không đề cập tới Trung Quốc trong phản ứng hôm 14 tháng Giêng, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, và kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông. Trong một tuyên bố khi công bố báo cáo hôm 12 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành động bất hợp pháp và cưỡng chế trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 19 tháng Giêng sẽ tổ chức tang lễ cho Trung tá Đỗ Anh, vừa qua đời trong khi thực hiện nhiệm vụ quan sát viên quân sự thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Trung Phi. Báo Quân đội Nhân dân nói, Trung tá Anh, 38 tuổi, hy sinh ngày 6 tháng Giêng năm nay tại Bệnh viện Dã chiến cấp 3 của Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Kampala của Uganda. Việt Nam đã tiếp nhận thi hài ông từ Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi ngày 15 tháng Giêng. Truyền thông nhà nước nói, Trung tá Anh quê Nam Định là trợ lý phái bộ phòng công tác địa bàn thuộc Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, không rõ nguyên nhân tử vong của ông. Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc từ năm 2014. Tới nay, Việt Nam đã cử tổng cộng 61 lượt sĩ quan cá nhân tới phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, nơi các sĩ quan của Việt Nam làm nhiệm vụ như quan sát viên quân sự, tham mưu tác chiến, tham mưu tình báo, tham mưu trang bị, tham mưu huấn luyện, tình báo và truyền thông. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký Subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video.
VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Tới đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Hơn chục ngày nữa là Tết Nhâm Dần, hình như ai cũng bận rộn hối hả với công việc cuối năm. Tháng Chạp này cũng chỉ có 29 ngày, không có 30 Tết. Sau rằm tháng Chạp, vị Tết càng rõ rệt và đậm đà. Ai cũng muốn có tâm trạng tốt và vui vẻ để đón chào năm mới cho may mắn. Thì cứ ngày rằm đến mùng 1 thì các mọi người tụ tập ở đây đông, cũng tiền cô đi qua chùa để cô rẽ vào vắng cảnh chùa được vái Phật. Cô không quan niệm mà rằm nào hơn, rằm nào không hơn. Đến chùa ngày rằm tháng Chạp này, không ít người nhìn cảnh cũ để rồi chạnh lòng nhớ người xưa đã vắng bóng vì dịch giả. Vô thắp nhang xong đi ăn ngồi thấy điều hiu quá. Rồi sao năm nay mùa dịch này chắc người ta ít đi. Nó không có như mọi năm, mình thấy cũng buồn vậy thôi. Mình mong sau năm sau này, đầu năm tháng giêng, rằm tháng giêng nó đông chút để cho mình thoải mái, mình dịch quá. Thấy cảnh điều hiu quá, mệt. Tâm trạng trĩu nặng dường như đôi phần khuây khỏa khi đến chốn thiền môn. Rằm tháng Chạp cũng là dịp Bố Tát định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Phật dạy không truy tìm quá khứ, đấy. Không tức là hiện tại thì mình phải sống thật tốt, đấy, thì tương lai mọi điều sẽ may mắn thôi. Thì như đại dịch vừa rồi đấy, mình đã được tai qua nạn khỏi thì mình phải sống tốt hơn nữa để đền đáp lại những cái gì mà mình đã nhận được. Qua rằm tháng Chạp là nỗi niềm trông chờ ngày đoàn viên khi mọi người cũng về quây quần bên nhau trong gia đình ngày Tết. Năm thì cảm thấy nó thanh thản, cầu năm đi cuối năm mình đi hết gia đạo cho nó thoải mái thôi, bình an qua bước qua năm mới làm ăn, chứ đâu phải là thấy được cảnh này thôi. Giờ mình có cầu gì được nữa. Nguyện cầu trong ngày rằm tháng Chạp Tân Sửu, có lẽ ai cũng mong rằng đất nước sớm qua cơn đại dịch Covid quá tàn khốc. Gieo lành thì nó gặp lành, còn nếu như năm vừa rồi mà mọi người đều được tai qua nạn khỏi thì mình cũng nghĩ rằng là mình cũng đã được sự gia hộ nhiều, thì cố gắng sống tốt hơn, tốt đời đẹp đạo thì sẽ gặp nhiều may mắn. Trong ánh đèn lung linh này, người ta dễ đồng ý rằng tuy Tết bắt đầu từ ngày mồng 1 đầu năm mới, nhưng cái không khí Tết dường như đã có từ tháng Chạp năm cũ, để vài tuần nữa thôi là người ta lại đến chùa ở đêm giao thừa cho hái lộc đầu xuân. Ngay bây giờ là phần tin thế giới. Israel sẽ tiếp tục tiêm mũi vaccine thứ tư cho dân chúng, dù những phát hiện ban đầu cho thấy những mũi thứ tư cũng không đủ để ngăn chặn lây nhiễm biến thể Omicron. Một quan chức y tế cao cấp của Israel cho biết ngày 18 tháng 1 và dự báo trong vòng một tuần nữa, số ca nhiễm Omicron sẽ bắt đầu giảm dần tại đây. Một cuộc nghiên cứu sơ khởi do Trung tâm Y khoa Sheba của Israel công bố ngày 17 tháng 1 cho thấy mũi vaccine thứ tư làm tăng kháng thể cao hơn mũi thứ ba, nhưng có lẽ cũng không đủ để ngăn chặn biến thể Omicron. Giám đốc Trung tâm Y khoa Sheba Kili Rojab-Jorjai nói, vaccine Pfizer sau 2 tuần thấy tăng số lượng kháng thể và các kháng thể trung lập hóa virus tăng rất tốt, thậm chí cao hơn mũi thứ 3 một chút. Tuy nhiên việc này có lẽ cũng không đủ với Omicron. Israel là quốc gia nhanh chân nhất trên thế giới trong việc triển khai tiêm chủng cách đây một năm. Tháng trước, Israel bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ tư, còn gọi là liều tăng cường thứ nhì cho những nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao. Bộ trưởng Y tế Israel Nachma As cho hay mũi vaccine thứ tư vẫn bảo vệ chống bệnh nặng, đặc biệt đối với những người lớn tuổi và những người có nguy cơ, và khuyến khích công dân đi chích ngừa. Israel đã chứng kiến số ca nhiễm tăng vì Omicron nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào từ biến thể này. Giới hữu trách Israel dự đoán số ca nhiễm vì Omicron sẽ bắt đầu giảm dần trong vòng một tuần. Hồng Kông ngày 18 tháng 1 khuyên cáo dân chúng chớ ôm hôn thú cưng và ra lệnh tiêu hủy chủ hamster sau khi có 11 con chuột xét nghiệm dương tính với COVID. Truy vết lây nhiễm một chuỗi ca COVID gần đây xuất phát từ một nhân viên của tiệm bán thú cưng, dẫn tới việc kiểm tra hàng trăm thú vật tại Hồng Kông và tìm thấy 11 con chuột hamster bị nhiễm COVID. Theo chính sách không nương tay của Hoa Lục,
Dù phần đông trên thế giới đã chuyển sang trạng thái sống chung với COVID, Hồng Kông ra lệnh tiêu hủy 2.000 con chuột hamster và ngưng nhập khẩu hay mua bán loài thú cưng này. Nhiều tiệm bán thú cưng bị đóng cửa và khử trùng trên toàn thành phố, trong khi đội ngũ nhân viên trang bị bảo hộ lùng sục cửa tiệm tâm điểm của chùm lây nhiễm trong quận Causeway Bay. Hồng Kông cũng cho xét nghiệm thỏ và chuột chinchilla, nhưng chỉ có chuột hamster là dương tính với COVID. Tất cả đều được nhập khẩu từ Hà Lan. Trên thế giới cũng có các ca nhiễm COVID nơi chó mèo, dù các nhà khoa học nói không có bằng chứng cho thấy thú vật đóng vai trò chính trong việc lây nhiễm cho người. Chỉ 7% dân số châu Phi đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID, Giám đốc khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Mike Ryan cho biết ngày 18 tháng 1. Trên thế giới, hơn phân nửa tổng dân số toàn cầu đã được tiêm 2 liều vaccine. Phát biểu tại cuộc họp online về sự bình đẳng vaccine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Ryan nhấn mạnh chúng ta đang bỏ rơi một mảng khổng lồ của thế giới. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, ông John Nagengason nói không có lý do gì để châu Phi bị tuột hậu đằng sau các châu lục khác. Ông Seth Buckley, CEO của Liên minh vaccine Gavi, nói khó khăn đối với những nước đang phát triển là cho họ công cụ, tài chính và thời gian hoạch định để có thể triển khai vaccine. Hôm 15 tháng 1, COVAX, chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu, loan báo đã chuyển giao 1 tỷ liều vaccine. Cung cấp vaccine cho các nước nghèo lâu nay bị giới hạn vì thiếu vaccine do các nước giàu mua hết số vaccine có được ban đầu từ tháng 12 năm 2020. COVAX được phát động vào năm 2020 với mục tiêu chuyển giao 2 tỷ liều vaccine trước cuối năm 2021, nhưng đã bị trì trệ vì số vaccine có giới hạn mà các nước giàu thoạt đầu đã thu gom vì các giới hạn trong việc xuất khẩu và các thay đổi liên tục trong tổ chức của COVAX. Gavi, một liên minh vaccine, đồng quản lý COVAX, đang tìm thêm ngân quỹ để đạt mục tiêu tiêm chủng 70% dân số các nước nghèo trước tháng 7 năm nay, theo mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra. Truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT ngày 18 tháng 1 trình chiếu những hình ảnh mới mà họ gọi là các phi đạn chiến thuật có điều hướng được phóng thử hôm 17 tháng 1. Đây là đợt phóng mới nhất trong một loạt các cuộc thử nghiệm gần đây cho thấy sự phát triển của chương trình phi đạn Triều Tiên. Truyền thông nhà nước KCNA nói các phi đạn này được phóng từ miền Tây và bắn trúng chính xác một đám mục tiêu ngoài khơi bờ biển phía đông. Quân đội Hàn Quốc xác nhận có 2 phi đạn đạn đạo tầm ngắn được phóng hôm 17 tháng 1 từ một phi trường tại thủ đô Bình Nhưỡng và chỉ bay khoảng 320 km. Đây là phóng thử phi đạn lần thứ tư của Triều Tiên từ đầu năm tới nay. Trước đó có 2 vụ phóng phi đạn siêu thanh và một vụ phóng hôm 14 tháng 1 dùng một cặp phi đạn đạn đạo tầm ngắn phóng từ các tòa xe lửa. Các vụ thử khẩn trương bất thường này khiến Mỹ lên án và thúc đẩy Liên Hợp Quốc có những chế tài mới, trong khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có hành động mạnh mẽ hơn. Liên Hợp Quốc thúc giục Bình Nhưỡng ngưng những hành động bất hợp pháp gây mất ổn định và tái thúc đối thoại. Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18 tháng 1 nói họ xem tất cả các vụ phóng phi đạn của Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng, nhưng quân đội của họ có khả năng phát hiện và ngăn cản. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18 tháng 1 cảnh báo nguy cơ khủng hoảng xung đột Ukraine là có thật trong cuộc họp báo tại Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông Stoltenberg cho báo giới biết NATO kêu gọi Nga xuống thang và rằng bất cứ xâm chiếm nào nữa cũng sẽ kèm theo một cái giá rất đắt cho Moscow. Tổng thư ký Stoltenberg cũng khẳng định rằng NATO là một liên minh phòng thủ chứ không hề đe dọa Nga hay bất kỳ nước nào khác. Vẫn theo lời Tổng thư ký NATO, Đức sẵn sàng bàn chuyện đình chỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nếu Nga tấn công Ukraine, đáp ứng những áp lực trong và ngoài nước ngày càng gia tăng giữa lúc Nga tăng cường quân sự trên biên giới Ukraine. Ông Stoltenberg cho hay đã mời các đồng minh NATO và Nga tham dự một loạt các cuộc họp tại Hội đồng NATO-Nga để thảo luận về các phương thức cải thiện tình hình an ninh sau vòng đầu thương thuyết được tổ chức vào tuần trước tại Brussels. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18 tháng 1 tuyên bố Nga sẽ hoan nghênh việc Mỹ tham gia những nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột tại Đông Ukraine. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh việc chính trị hóa đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 mà Mỹ nói có thể chế tài nếu Nga xâm chiếm Ukraine là không mang tính xây dựng. Đây là hình ảnh một thư viện công cộng ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người tới đây để nhận bộ xét nghiệm COVID tại gia miễn phí. Những buổi phân phát miễn phí này kết thúc khá nhanh vì hàng nghìn bộ xét nghiệm chỉ đủ để phát trong vòng nửa giờ mà thôi. Chị Quế Phạm là một trong những người nhận được các bộ xét nghiệm COVID miễn phí cho gia đình trong những ngày vừa qua.
Chị nói đây là chương trình vô cùng cần thiết và thiết thực trong thời điểm đại dịch COVID tái bùng phát ở Mỹ trong lúc này. Trong cái mùa đông thì mình không biết là mình thực sự mình bị COVID hay là mình bị cảm hay là mình bị flu hay cold. Cho nên có nhiều người thì có những cái symptom rất là nhẹ, cho nên người ta không biết thì người ta vô tình. Người ta, nếu mà người ta không có thể nhận được những cái test kit này á, thì người ta không biết, thì người ta lỡ người ta đi tới gia đình rủi mà đi tới thăm gia đình những người lớn tuổi già yếu thì lại lây nhiễm cho những người đó. Những người đó là những người rất là dễ bị tình trạng biến chứng nặng hơn những người khác. Bên cạnh việc phân phát những bộ xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí thì quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington cũng đang triển khai chương trình cung cấp thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt miễn phí cho những gia đình có người nhiễm COVID. Những gia đình này chỉ việc gọi điện thông báo cho quận rồi đăng ký số người và độ tuổi của các thành viên cùng những loại thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt cần thiết hàng ngày. Các tình nguyện viên sẽ đi mua và chuyển tới trước cửa nhà. Chị Nguyễn Thu Thủy, một tình nguyện viên cho biết, trong thời gian qua, chị đã giúp khá nhiều gia đình gốc Việt trên địa bàn quận đăng ký thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt miễn phí để họ có thể yên tâm tự cách ly tại nhà. Chương trình rất là tốt, rất là hữu ích cho mọi người. Vì cái hữu ích thứ nhất là để không có sự lây lan thêm thì mọi người phải ở nhà. Và cái lý do mà mọi người cần phải ra đường thì phải đi mua thức ăn. Thì đây cái thức ăn đã mang tới rồi. Thì cái đó rất là hữu ích. Một cái thứ hai nữa đó là khi mà cho dù một người thân trong gia đình bị thì mọi người sẽ bị trong cái tình trạng là hồi hộp hay là lo lắng, thì cái chương trình này cũng mang đến cho mọi người một cái sự bình tĩnh hơn để giống như mọi người cùng nhau vượt qua được. Ngoài việc đi nhận những bộ xét nghiệm COVID miễn phí, thì từ ngày 19 tháng 1, các gia đình ở Mỹ có thể lên trang mạng của chính phủ, đặt những bộ xét nghiệm COVID tại gia và được giao tận nhà qua đường bưu điện, và tất cả đều miễn phí. Biến thể Omicron đang khiến số ca nhiễm và nhập viện vì COVID tăng cao tại Mỹ, với số người nhiễm có hôm vượt kỷ lục 1 triệu ca một ngày. Tính trung bình 7 ngày trong tuần lễ từ mùng 5 đến 11 tháng Giêng, mỗi ngày có trên 20.000 người nhập viện. Hiện gần 63% dân số Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Xà bay hay nhảy trampoline, kỹ thuật lưới Tây Ban Nha hay tung hứng, nghệ thuật biểu diễn trên không hay thiên cầm, tất cả đều có tại trường Trapeze tại thủ đô Washington DC. Ai cũng được chào đón tại đây, bất kể tuổi tác và hình dáng cơ thể. Tại DC, chúng tôi có rất nhiều người đến với bộ môn xiếc để giải trí, không nhất thiết là để trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ngay cả khi phần lớn học viên tới đây chỉ để cho vui, họ vẫn tiếp tục quay trở lại để học thêm. Những gánh xiếc và nghệ thuật nhào lộn trên không, trampoline và xà bay, điều quan trọng ở đây là được học một điều gì đó mới mẻ và tìm thấy niềm vui trong đó. Học viên nhỏ tuổi nhất tại trường Trapeze mới chỉ 6 tuổi và người già nhất đã hơn 80. Và không khó để chứng kiến cảnh những người lớn tuổi bay lượn trên những chiếc xà đu. Một vài người tới và nói, ồ, tôi sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy, tôi chưa bao giờ làm như vậy cả. Tuy nhiên, điều thực sự thú vị mà xà bay mang lại đó chính là người ta thường xuyên vượt qua được giới hạn của bản thân. Môn xà bay không đòi hỏi bất kỳ sự chuẩn bị đặc biệt nào. Những huấn luyện viên của trường cho biết, ngay cả khi học viên chưa từng tới phòng gym bao giờ, thì họ vẫn có thể tới đây và làm được. Well, apart from staying fit, staying busy, staying active and engaged and entertained,
Bên cạnh việc giữ cho cơ thể cân đối, năng động, được giao lưu và giải trí, xa bay là một cách rất tốt để có thể vun đắp bộ kỹ năng cho những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Kỹ năng lắng nghe, làm theo chỉ dẫn, nó cũng giúp tăng cường kỹ năng phối hợp tay mắt và những thứ khác nữa như kỹ thuật lặn hay nhảy múa. Trong suốt một năm qua, trường Trappist đã kết hợp cùng với một tổ chức bất vụ lợi có tên Serve Your City, một tổ chức chuyên giúp đỡ con em của các gia đình có thu nhập thấp. Những đứa trẻ này có thể được học những lớp miễn phí tại trường Trappist. Chị Joy Birth, một người dân sống tại Washington DC, thường xuyên mang hai con của mình là Julia và Josiah tới đây. Lớp học này dạy cho cháu cách kiểm soát cơ thể, cân bằng và về các múi cơ trên người. Cháu học được cách bay lên không trung. Giờ cháu có thể nhảy cao hơn trên trampoline. Rất là vui vì cháu giờ đã thực sự biết cách nhảy trên trampoline. Jenna Cohen cho biết, trường có kế hoạch phát triển sáng kiến từ thiện của riêng mình nhằm mang xà bay và nghệ thuật nhào lộn trên không tới với càng nhiều người càng tốt. Con đường tiến tới một cuộc hôn nhân viên mãn không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tuy nhiên, một sáng kiến do tổ chức Women's Empowerment and Demographic Dividend, gọi tắt là SWED, nhắm tới mục tiêu khiến con đường này bớt gập ghềnh. Yeli Owigo, chồng của chị Kwama Zupoka, tới theo học tại ngôi trường dành cho các ông chồng do SWED tổ chức nhằm giúp anh trở thành một người bạn đời tốt hơn. Trước khi theo học các lớp này, cuộc sống vợ chồng tôi không hề dễ dàng. Tôi thường nghĩ rằng giữa đàn ông và đàn bà thì không có nhiều điểm chung khi đối mặt với những vấn đề của cuộc sống gia đình. Sau khi tham gia lớp này, chúng tôi hiểu ra rằng cả hai có thể bổ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Burkina Faso là một xã hội nam giới thống trị. Tuy nhiên, những lớp học này sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, trong đó bao gồm phương pháp đổi vai nhằm giúp cánh đàn ông hiểu được nhu cầu của vợ mình và cách để đáp ứng những nhu cầu đó, ví dụ như giúp vợ làm việc nhà. Tại đây, những người chồng cũng được học về quyền phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe và vệ sinh. Đồng thời, họ cũng được khuyến khích để người phụ nữ tham gia vào các quyết định của gia đình. Đội ngũ điều hành dự án tại khu vực này của Burkina Faso cho biết, những lớp học như thế này đã mang đến một thay đổi lớn cho những người phụ nữ trong vùng. Có những người đàn ông thậm chí còn vào phòng đẻ với vợ, và đây là một phần trong việc nhận trách nhiệm nuôi nấng con cái của cánh đàn ông. Đối với những người đàn ông trong làng chưa có cơ hội tham gia lớp học làm chồng, những người đã tham gia rồi sẽ trở thành tấm gương. Les membres des écoles de mari sont devenus des modèles. Dù cho đây là những lớp học đầu tiên kiểu như thế này được tổ chức tại Burkina Faso, những dự án tương tự đã được triển khai tại các quốc gia như Nam Phi và Niger. Liên Hợp Quốc cho biết những lớp học như thế này có thể giúp giảm thiểu số lượng những vụ bạo hành. Những dự án này cũng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, rằng đây không chỉ là vấn đề của nữ giới mà là quyền của tất cả mọi người. Bao gồm cả cánh đàn ông, con trai. Khi được hỏi liệu những lớp học làm chồng này có thể mang lại lợi ích cho các quốc gia ngoài châu Phi, nơi có thành tích về bình đẳng giới tốt hơn Burkina Faso hay không, Wagini cho biết. Cần phải nhân rộng, thậm chí mở rộng quy mô của dự án này tới những khu vực khác của thế giới, bao gồm những quốc gia có thành tích bình đẳng giới tốt. Trong khi đó, Zupoka cho hay những lớp học như thế này biến chồng cô trở thành một người đàn ông có ích và cảm thông hơn nhiều. Tình yêu giữa hai vợ chồng ngày càng được vun đắp. Giờ đây thì khi mà chồng tôi đi chợ, anh ấy thường mua cho tôi vài món quà nhỏ, điều mà anh ấy chưa bao giờ làm trước đây. Vậy nên tôi cảm thấy rất, rất hài lòng. Người điều hành cấp quốc gia dự án trường dạy làm chồng này cho biết đây là một thành công vang dội và nó sẽ lan rộng sang tới những khu vực khác trên cả nước. Giai đoạn 2 của dự án này sẽ được khởi động vào cuối năm nay. Chào mừng các bạn tới khách sạn dành cho thú cưng. Đứa con tinh thần của Amol Amro, một người tị nạn Palestine, biến villa của mình thành nhà nghỉ dưỡng cho chó mèo.
Các khách hàng tới đây được chào đón nồng hậu và nựng nịu, cưng chiều hết cỡ. Chó có phòng nghỉ trưa riêng, có thể ở qua đêm hay ghé chơi trong ngày. Có dịch vụ tỉa lông, chải chuốt cho các khách hàng có nhu cầu. Khách quen sẽ được ưu đãi đặc biệt. Mỗi ngày đều có một lịch trình sinh hoạt dày đặc để khách hàng không có cảm giác nhàm chán trong lúc chờ được chủ tới đón về. Mèo có khu sinh hoạt riêng, rộng khoảng 400m², có sân vườn rộng để đi dạo. Phòng ngủ có trải thảm được trang bị đầy đủ từ đồ ăn thức uống tới tã vệ sinh. Chủ nhân khách sạn đang muốn mở rộng thêm các dịch vụ thú y như cung cấp cả vaccine và giấy tờ khai báo cho các thú cưng đi du lịch nước ngoài với chủ. Giá phòng khách sạn ở đây mỗi đêm là $10 cho mèo và $15 cho chó. Các dịch vụ chăm sóc ban ngày được tính tiền theo mỗi giờ. Chi phí tiền ăn là từ $2-3 cho mèo và $5-10 cho chó. Tùy loại thức ăn, đồ khô thì rẻ hơn đồ tươi. Trung bình có từ 12-15 thú cưng lưu trú tại khách sạn này mỗi ngày. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Hello, I'm John Russell. Let's talk about the vowel sounds A and E. English has more vowel sounds than many other languages. Two of these vowel sounds, A and E, are made in a fairly similar way. You have to be careful about these sounds. Using one in place of the other can change the meaning of a word. A and E are both front vowels, vowels made with your tongue more toward the front of your mouth. But there are important differences between them. Your lips should be slightly farther apart for the E sound, and your tongue should be slightly higher for the A sound. You can think of E as a relaxed vowel and A as a little more tense. In a previous video, I talked about using a rubber band. You can use it for these sounds too. A, E, A, E. I'll give you some example words with A and E. Try to listen for the difference. Get, gate, ten, tame, bait, bet. The next step is to practice listening for these sounds. Then try making the sounds slowly. You might want to keep hold of your rubber band. It will come in useful for you if you watch future episodes. Take care and keep up the good work. Giữ gìn sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt. Xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị truy cập thông tin thường xuyên với chúng tôi trên trang web voatiếngviệt.com, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Facebook và Instagram VOA Tiếng Việt. Trà My xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.